Rồi đi bạn. Trước tiên cho em xin chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Phan Nhất, hiện tại em đang ở Thuận. Hôm nay em 34 tuổi, công việc chính của em bây giờ là làm trang trại nông nghiệp ạ. Ở đâu? Bình Thuận luôn. Dạ. Dạ em xin, chào MC Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh và chào người bạn bên kia rèm và tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Mỹ Hạnh. Hiện tại em đang làm công việc kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi và em đến từ tỉnh Lâm Đồng. Rồi bây giờ quen với một anh ở Bình Thuận, em có ngại đường xa gì không? Dạ quan trọng là cái công việc ở đó phù hợp với em thì không sao ạ. Ủa rồi thí dụ như là cưới nhau rồi em có chịu về Bình Thuận không? Dạ được chị. Được luôn. Dễ dạ. Thật sự mới từ Bình Thuận qua Lâm Đồng đâu xa đúng không ạ? Dạ. Dạ đúng rồi. Em nghĩ là gần chứ không xa. Mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em xin phép giới thiệu điểm yếu trước đi. Nói chung là em cá tính, em thẳng thắn và hơi nóng tính. Trong tình cảm thì em ít biết cách sẻ chia, thành ra là em quen mối tình nào xong cũng đổ vỡ hết trơn. Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, rảnh rỗi thì em đọc sách và đi thiện nguyện. Ngoài ra thì em tự đánh giá em là một người sống có trách nhiệm và khi mà em làm cái gì thì em cũng cố gắng làm hết mình. Bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ khoảng 3. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Bạn có hiểu tại sao mình chia tay với mối tình đó không? Em nghĩ chắc là do em là nhiều. Em là con gái nhưng mà em cá tính quá, giống như là em ít có biết cách thể hiện, ít biết cách quan tâm. Vậy mình có rút kinh nghiệm không? Cho mối tình kế tiếp. Dạ hơn 1 năm đăng ký chờ đợi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì có rút được ít kinh nghiệm rồi chị. Xuống nước trước ha, mình quan tâm đến đối phương. Dạ. Nhỏ nhắn chia kệ ráng chiều chuộng bạn trai xíu thì mình sẽ được ha. Dạ. Chị nói em vậy thôi chứ chị làm không được. Rồi, em cái gì em nói có điểm mạnh điểm yếu vậy còn bạn trai. Dạ rồi. Em thì điểm yếu của em là em hay quên lắm anh. Hay quên. Nhất là em hay quên điện thoại á. Bạn bè rủ em đi chơi mà em bỏ cái điện thoại ra là em đĩa luôn rồi, chứ em không có khi nào mà em bỏ. Cái đó cũng là một ưu điểm đó em. Bị mình quên cái người kia biết tính về rồi gọi không bắt máy không sao. Có những lúc mình cầm mình cũng không bắt luôn. Không có được đâu nha. Rồi còn gì nữa không em? Dạ có khuyết điểm thứ hai nữa là bạn bè hay rủ em đi chơi, em ít khi nên từ chối lắm. Cho nên em cần một người bạn gái để mà kìm lại cái sự ham vui của em. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Nhưng mà em có khuyết điểm là ai mà em quen ai á là người đó có chồng rồi. Vậy anh giống em á. Em mà quen anh nào được thời gian cũng lấy vợ chứ. Đâu à, hai người thử trao đổi qua rèm coi mình hợp nhau không? Ừ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào rồi em hỏi ảnh coi anh đạt được cái tiêu chuẩn của em. Tiêu chuẩn của em thì thật ra là em quan trọng về tính tình là nhiều. Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn và cao hơn em. Nói chung là cao khoảng 1m65 trở lên tại vì em hơi lùn. Anh ơi anh cao nhiêu nha anh? Anh đạt tiêu chuẩn 1m70 lần em. Dạ, vậy đủ rồi. Em thì em thích một người sống có trách nhiệm. Có nghĩa là thương em thì phải biết quan tâm cả em và cả những người thân của em nữa. Điều đó anh đáp ứng được ạ. Rồi, tới em trai. Em mong muốn cái người bạn đời của mình như thế nào? Cái đầu tiên nhất là cái sự chung thủy. Vẻ bề ngoài thì dễ nhìn. Theo em thì nhất dáng nhì da, thứ ba tính tình. Em thử em hình dung thử coi bạn gái bên này như thế nào. Em nghĩ là chắc với cái giọng nói này có vẻ là bạn có tiêu chuẩn đối với em. Chị xem nha. Chào, chào Quyền con gái. Dạ. Anh làm nông trại, coi như nông dân đi. Em thấy sao? Ba mẹ em làm nông nên là cái đó cũng không là vấn đề. Không là vấn đề gì dạ, hả? Từ nhỏ em cũng biết làm nông mà. Vậy là tốt rồi. Em không thích gì ở người đàn ông? Đàn ông mà tính toán keo kiệt quá em cũng không thích. Để tôi qua tôi hỏi anh kia coi đàn trai chủ động sao. Xa vậy bây giờ trong thời gian hẹn hò như thế nào? Dạ, em chào chị. Rồi chào em. Bây giờ một người thì cổ thì cổ lại đang có làm việc ở thành phố. Dạ. Ví dụ mà cưới nhau rồi thì cổ sẵn sàng đi về quê em. Dạ. Nhưng bây giờ lúc chưa cưới thì em định là em hẹn hò với cổ sao? Bao lâu gặp nhau, gặp như thế nào, gặp ở đâu? Em nghĩ là nếu mà bạn gái mà ở Sài Gòn á thì em sẽ sắp xếp ở Sài Gòn nhiều hơn. Em sẽ sắp xếp công việc và thời gian để gần với bạn, hẹn hò với bạn nhiều hơn. Sắp xếp làm sao? Trong này em quen ai trong này mà dạ. Em vô đây rồi? Trong này muốn thì... Muốn ra trại, tao muốn đi gì nào tao đi chứ. Bạn của em trong này rất là nhiều chị ạ. Thứ nhất là anh em họ rồi trong này rất nhiều. Có anh em ruột là ở ngoài quê thôi. Rồi đi vô đây rồi ngoài kia rồi cây cối ai coi rồi súc dạ, vật ai nuôi. Dạ có nhân viên hết rồi. Em không thích cái điều gì á người bạn gái? Em không thích bạn gái mà nhũng nhẽo nhiều quá. Em vợ kẹt. Đúng ra phụ nữ phải nhũng nhẽo mình thái thêm nữa. Ý là nhũng nhẽo nhiều quá anh. Không có chiều không mà. Thái thấy tự nhiên con gái mà cứ không nhũng nhẽo nó cứng quá không được không hiểu không? Nhõng nhẽo dễ thương. Dạ. Hả?
Nhưng mà giả tỷ bây giờ thí dụ như sau này mà cưới nhau đi, cổ về quê em ở đi, thì em định để cổ làm gì? Nếu mà bạn đồng ý thì có thể là làm, em sẽ lập công ty cho cô làm. Ủa nhưng mà ở quê là em còn ba mẹ gì không? Về dạ em còn còn ba mẹ. Dạ em về là ở chung nhà với ba mẹ dạ, luôn đúng không? Dạ ở chung nhà ba mẹ luôn. Rồi ok được rồi. Làm dâu đó em hỏi cô gái làm dâu được sao? Không em? Về được. Được cô này được hết á. Rồi mình tham khảo ý kiến người thân đi ha. Dạ. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại một nhóm bạn học của em, trong đó có năm số người gì anh? Nhóm bạn rồi. Dạ. Bạn bè thấy sao tình hình nãy dạ, giờ ổn bạn... không? Thì đầu tiên thì em cũng xin nói về cái bạn nhắc của em. Tính tình của bạn là một người rất là trực tính, thẳng thắn. Trong công việc thì rất là chăm chỉ và quyết đoán. Cũng nói với bạn nhắc thì bạn nữ bên này thì nói chung là cũng nhỏ nhắn, xinh. Hai bạn cho nhau cơ hội thì tìm hiểu nhau thì chắc sẽ hay hơn. Vậy là ổn đúng không? Dạ là ổn. Rồi, cảm ơn anh. Bạn. Dạ, bạn em đi với ai không? Dạ em đi với team lầy lội của em. Team đặt tên lầy lội. Dạ. Em trong cùng với nhóm với Hạnh là trong cái nhóm Hoa Từ Thiện ở Sài Gòn và cũng liên quốc tế luôn. Dạ. Nên em cũng biết cá tính của Hạnh rất là mạnh mẽ và có rất là có trách nhiệm và hòa đồng nên dễ gần nữa. Nên khi mà Hạnh làm điều gì thì phải dứt khoát và rõ ràng. Hạnh ơi, chị thấy nhất đây thì cũng có cá tính. Chị thấy em ấy cũng có ý chí làm ăn này nọ thì cũng được. Thì thôi nếu có cơ hội thì hai em cứ tìm hiểu nhau và trang trải lòng với nhau đi ha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, kéo màn lên. Giờ để hai bạn gặp nhau nha. Anh có bộ hoa này tặng em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà tặng anh. Đó là một quyển sách, hy vọng là anh cũng thích đọc sách. Cảm ơn em. Rồi, không gian này là của các bạn. Thoải mái đi. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh hả? Dạ, em thấy anh cũng chững chạc. Nhưng mà em chỉ sợ là hồi nãy theo như anh nói thì anh thẳng thắn. Mà em cũng vậy, em chỉ sợ nếu mà về chung một nhà chắc hai thằng đàn ông chứ không phải là người đàn ông, người phụ nữ. Theo anh nghĩ là mình thẳng thắn cái gì, nên thẳng thắn cái gì và cái gì không nên thẳng thắn. Dạ. Quan trọng là mình hiểu nhau. Và anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ, ngày hôm nay em là xinh nhất đấy. Dạ, cảm ơn anh. Có lẽ là... Dạ, về cái khoảng xinh thì em không có tự tin lắm nên hôm nay em mới cố tình mặc bộ đồ nổi nhất. Hôm nay và bây giờ anh thấy chỉ có mình em không à? Dạ em đúng. Nhận đi. Cảm ơn anh. Đối với em thì anh cũng là một người đặc biệt. Tự vì để mà được gặp anh ngày hôm nay thì em cũng phải chờ chương trình tới hơn một năm. Vậy à? Dạ. Anh may mắn hơn là có một tháng à. Chưa biết mặt nhau. Nhưng mà ông trời bắt đợi anh đây một là cái, năm. Cái duyên đó em. Anh nghe về em làm bên với là nhóm của em á, làm bên về từ thiện, anh nghe rất là thích. Hy vọng là nếu là sau này mình gặp nhau á, dạ, em có thể là cho anh góp một ít từ thiện vào. Hay quá. Tính ra là anh ở chỗ nào Bình Thuận? Anh ở Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận. Tánh Linh hả? Đúng rồi, Tánh Linh. Dạ. Thì bên em qua cũng gần. Với lại là mình cũng là gần gần nhau rồi, thêm em cũng có gốc miền Trung nữa. Dạ. Em gốc là sinh đâu? Dạ, ba má em là người Quảng Trị. Anh cũng Quảng nhưng mà Quảng Quảng Ngãi chứ không phải Quảng Trị. Dạ. Nó cũng gần đâu đó. Hy vọng là anh em mình cùng Quảng Hồ. Dạ. Hy vọng là anh em mình cùng Quảng Quảng Hồ. Bây giờ nói chuyện thân quá ha. Em có nhớ tên ảnh tên gì không? Dạ anh tên Nhất. Chính còn xác. Em có nhớ bạn gái tên gì không? Dạ em nhớ tên Hạnh ạ. Hay quá. Cặp này chờ nhau một năm rồi. Được. Rồi mình tính tới chuyện hôn nhân đi em. Nếu như mà là hôn nhân lâu á, lắm rồi. Nếu như vấn đề hôn nhân á, thì nghe em nói là em có thể về làm dâu. Dạ. Nếu như gia đình anh mà khó thì em nghĩ sao? Suy nghĩ lại. Chuyện đơn giản là khó ở đây là khó làm sao. Tại vì em nghĩ quan trọng là cái cách sống của mình và cách cư xử của mình. Chứ khó thì em nghĩ cũng không đến nỗi khó. Tại vì em thì việc nhà hay nấu nướng hay các thứ thì em làm ok hết. Dạ. Vậy là quá tốt rồi. Dạ. Anh nghĩ cái vấn đề nội trợ nữ công gia chánh thì anh cũng được chút xíu.
Vậy chút xíu là cỡ chiên trứng một râu hả? Vậy được rồi. Mà em nói nhà em khó, anh khó làm sao nói rõ cho anh hiểu. Nói về khó thì ý là anh nói vậy thôi à, chứ thật sự thì gia đình anh làm dâu rất là dễ. Những người dâu như bốn chị dâu của gia đình anh là rất là ok. Dạ. Rồi bây giờ mình hẹn hò sao? Hẹn hò tỏ tình đi. Nếu như mà để tiến xa hơn, để hiểu nhau hơn, với lại mình hãy cho nhau cơ hội. Tại vì cái khoảng thời gian này rất là ngắn, để cho anh và em biết nhau thì có lẽ là phải nhiều hơn. Cho nên anh hy vọng là em cho anh cơ hội. Dạ. Thôi bây giờ nè, mà em ở đây chơi mấy bữa là đi về lại Bình Thuận đúng không? Dạ. Bây giờ trong nhân tiện mấy bữa nay là phải tổ chức cái buổi hẹn hò đầu tiên liền. Nói nếu như mà hẹn hò luôn á thì em sẽ mời luôn cả nhóm của Hạnh đi cho vui. Dạ. Tại ở phía bên bạn bè của anh là rất là hùng hậu, cũng hùng hậu lắm. Dạ. Có ý kiến như vậy. Không ấy, qua chương trình này á, cái lúc mà mình về á, em kết hợp giữa cái team lầy lội của em á với lại cái nhóm lôi nhôi của anh nó như thế nào? Vậy là mấy anh chị này đi cổ vũ là chủ yếu để gặp nhau, team lôi nhôi gặp team lầy lội cũng không quan tâm tới hai người em. Không, lúc đó là anh sẽ tách em ra rồi, em khỏi lo, em không cô đơn nữa đâu. À. Hay á, anh này được á. Được. Có nghĩa là mời bên đây đi nhưng mà để bên đây tiếp phải không? Dạ. Còn em chỉ có mình anh tiếp thôi đúng không? Rồi bây giờ một câu, mỗi người có 30 giây để ta nói những cái gì mà mình cảm nhận từ trong đáy lòng nha. Nếu mà nói về tình cảm thì anh nghĩ là anh sẽ nắm tay em. Nếu như em cho anh cơ hội, anh sẽ nắm tay em đi suốt quãng đường còn lại. Còn em thì tự nhận lại cái quá khứ thì em thấy bản thân em cũng đã bỏ qua khá là nhiều cơ hội. Và khi gặp anh thì em nghĩ là có duyên thì em cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nãy giờ là tuy rằng ít phút nhưng chúng ta cũng có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình, nhịp đập trái tim mình. Mình hãy suy nghĩ lắng động và hình dung xem đối phương có phải là một nửa của mình hay không. 1 2 3. Hồi nãy anh muốn làm gì anh cứ làm. Anh nói đó, nếu có cơ hội anh sẽ nắm tay em gì đấy. Đẹp không các bạn? Hợp lý đó nha. Anh nghĩ rằng các bạn đủ chín chắn để có thể quyết định cái con đường tương lai hạnh phúc của hai đứa em. Hy vọng rằng những cái điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến với hai bạn nha.